À, vâng, là lời đầu tiên thì cửa hàng bên em Audio 1977 xin kính chào tất cả toàn thể các bác ở trên mọi miền Tổ quốc yêu âm thanh. Thì hôm nay cửa hàng nhà em xin giới thiệu cho các bác được biết một dòng đẩy DMX thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Cửa hàng bên em thì mới nhập về hai dòng đẩy DMX, có model là DK500 và DK700. Thì em cũng giới thiệu cho các bác biết dòng đẩy này thì có hai loại công suất khác nhau. Dòng đẩy DXK700 thì tương đương với 700W một kênh, và DXK500 thì tương đương với 500W một kênh. Thì hôm nay em cũng đang chào bán cho các bác rất là giá rất là đẹp đầu tháng. Thì bác nào mua thì liên hệ sớm cho em nhé, theo số điện thoại 0909999083. Cửa hàng nhà em thì bao zin cho các bác, bao đẹp mà. Và em cũng được báo giá luôn cho các bác biết cho trong video này luôn. Thì bác nào mua thì sở hữu, muốn sở hữu thì liên hệ bên em sớm. Con đẩy DKX5700 thì cửa hàng em đang bán là với giá là 4 triệu đồng tại cửa hàng bác nhá, 4 triệu đồng tại cửa hàng. Còn con đẩy DK500 thì hôm nay cửa hàng em cũng chào bán với giá là 3 triệu 500 đồng tại cửa hàng. Bác nào mua thì liên hệ sớm cho bên em nhé. Thì phần trước của con đẩy này thì em cũng giới thiệu cho các bác biết sơ qua phần mặt trước và nội thất bên trong của con đẩy cho các bác được hiểu sâu hơn. Mặt trước của con đẩy DMX này thì nó có mặt phay nhôm cũng nhé, mặt phay nhôm phía trước cực kỳ là đẹp luôn. Công tắc đề phía trước luôn không nhé, công tắc các bác đề phía trước rất là cao cấp, dòng này là rất là cao cấp luôn không nhé, nó rất là hiện đại vì nó có công tắc đề ở phía trước rất là đẹp luôn. Và bên trái tay của các bác đây thì nó có hai chiếc áp bi rất là nhạy, độ nhạy rất là cao cũng nhé, rất là nhẹ luôn, và có hai đèn vợt báo kênh cho các bác. Khi các bác mở nhạc thì sẽ có đèn báo kênh trên hai cái dì vợt này thì các bác sẽ phát hiện được kênh hoạt động bình thường cũng nhé. Và có mặt trước thì nó có tản nhiệt ở phía trước rất là bố trí rất là đẹp luôn. Phần nội thất của con đẩy này thì em sẽ giới thiệu cho các bác luôn, thì dòng này nó nội thất cực kỳ là đẹp không nhá, rất là đẹp luôn. Nó có một nguồn xung, nó chạy bằng nguồn xung cũng nhá, thì nó có hai con tụ rất là to, con tụ để kích hoạt nguồn điện để xử lý bộ vô mạch đây, thì nó dùng bằng tụ công suất cực lớn, cực đỉnh luôn các bác nhá. Và nó có sò rất là nhiều, có tụ rất là nhiều, nó thay vào dòng này, nó nguồn xung thì nó thay bằng chạy bằng xử lý bằng tụ nhá, không qua sò hoàn toàn là bằng nhôm các nhá, nhôm và gốm nhôm. Thì cực kỳ là ok, dòng này thì em cam kết các bác này, ra tiếng nhạc, tiếng âm thanh của nó cực kỳ là trong, cực kỳ là cao các nhá, hát cực kỳ là hay, cực kỳ là sạch luôn, em cam kết luôn các bác nhá. Cái dòng DMX này thì nó khác cái DX500 một chút, thì nó linh kiện của trong DMX500 thì nó không được đầy bằng DMX700. Thì cái dòng này thì các bác ghép cho những đôi full 30 hoặc là cái một đôi 25 thì ok. Thì dòng DMX700 thì em cam kết cho các bác là các bác ghép cho dòng đôi loa full 40 rất là ok. Dòng này thì có 3 quạt làm mát các bác nhá, 3 quạt làm mát cho hệ thống main ở trong cái bo mạch này, thì có 3 quạt. Phía trước là nó thiết kế hai quạt làm mát ở phía trước hút gió vào, và một quạt phía sau để nó đẩy gió từ trong bo mạch ra ngoài, nó rất là tiện cho các bác sử dụng, rất là làm thế rất là mát cho hệ thống bo mạch của bác, mở công suất lớn thì nó sẽ làm mát rất là nhanh. Thì cái dòng này thì bên em thì bao zin, bao đẹp cho các bác, bao chất lượng các bác nhá. Thì em cũng cho các bác xem phần phía sau của con đẩy DMX này, các bác thì được biết sâu hơn. Thì con đằng sau thì nó có các cổng ra của nhạc và các kênh 1, kênh 2 ra của nhạc đây.
và có 4 cổng can nông để cho các bác bác sử dụng, và có những xích te và rất là thuận tiện cho các bác chỉnh chế độ nhạc đánh xích te cũng nhá, rất là hay. Thì đây nguồn thì nó là nguồn liền, dây nguồn rất là to luôn cũng nhá, rất là chính rất là tốt luôn. Dòng này thì cực kỳ ok. Thì cửa hàng bên em là bao zin, bao đẹp, bao chất lượng. Nếu mà các bác mua hàng thì các bác liên hệ bên em theo số điện thoại 0909999083. Thì em cũng nhắc lại cho các bác là giá tại cửa hàng bên em thì so với các cửa hàng bên ngoài hoặc các bác mua những mặt hàng ở trên các kênh trên YouTube thì cửa hàng bên em hiện tại bây giờ là đang bán với giá là đẹp nhất cho các bác nhé. Giá đẹp nhất cho các bác bây giờ so với các mặt hàng bên em là giá rất là đẹp. Thì bác nào mà thiện chí thì cứ liên hệ bên em để chúng em sẽ có những chính sách ưu đãi và những có những tư vấn viên hỗ trợ các bác phần kỹ thuật. Và bác nào mà muốn ghép dàn karaoke gia đình hoặc ghép trong các phòng thu cho nhà gia đình các bác hoặc là người thân bạn bè thì các bác cứ liên hệ bên em theo số điện thoại 0909999083. Chúng em nhận ghép dàn cho các bác nhé. Dàn thì các bác yên tâm, thì ghép dàn thì chúng em có những nhân viên kỹ thuật học qua trường lớp bên phòng kỹ thuật phòng phần mềm thì sẽ ghép cho bác những đôi bộ dàn thật cực kỳ ưng ý. Thì các bác cứ liên hệ sang bên em và tư vấn cho các bác, hỗ trợ mọi điều. Nếu các bác nào mà muốn thật sự muốn thiện chí ghép dàn cho các bác hoặc gia đình thì cứ liên hệ bên em. Em cam kết là bao đẹp, bao hay bác nhá. Thì cửa hàng bên em thì luôn luôn có những chính sách bảo hành. Các bác mua bên em thì rõ ràng là có những chính sách bảo hành thật là chu đáo cho các bác. Và những video tiếp theo thì em sẽ lên sóng livestream và trong kênh Audio 1917. Thì các bác nào muốn quan tâm đến mặt hàng bên em thì mong các bác đăng ký kênh, ủng hộ kênh Audio 1917 để có những video mới nhất và những tác phẩm mới nhất sẽ đến với mắt và tay các bác được sử dụng các nhá. Và cuối video em xin hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Hẹn gặp lại các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.